Bây giờ đã tắm rửa và cột võng xong thì nằm nghỉ chờ tới giờ cá mồi nhậu và dậy uống một ly rượu rồi đi ngủ. Giữ sức mai đeo rừng. Aledon nhóc quá. Anh Aledon đang nghỉ ngơi cột võng. Rồi mấy anh chưng một cái lá chuối làm cái bàn nó thịt rất ngon. 22 nhúng nữa là sạch sẽ. Trà rất ngon. Tươi chín chưa? Cho anh thử rót kèm cho anh chén. Có chát chát rồi. Ngon quá. Các bạn thấy cái sóng đựng chén rất là thích. Thịt luộc và chiếc thất giả chiến là mình đắp vung. Ủa hôm nay mình ăn hết bao nhiêu thịt đây luôn hả anh? Còn bao nhiêu đây này? Ý là ăn hết này ở này hả? Dữ vậy? Còn chiều sáng mai. Chiều với sáng mai. Em cứ tưởng là khẩu phần ngày hôm nay là bao nhiêu đây thì chết luôn, ăn sao cho hết. Chưa được ăn. Chưa được ăn. Thịt ngày hôm nay thì vô cùng tươi ngon rồi. Mấy ngày tiếp theo thì ướp muối thì nó cái mùi tươi nó không còn nữa, nhưng mà cái vị nó sẽ vẫn ngon kiểu khác. Ta dính vào. Úi, ta dính. Sao rồi, thịt chanh để nặng vô mắm ăn thịt luộc. Gì dính thịt trần như vậy. Quá ngon, quá hấp dẫn. Đây là rượu của ba Tội mua để Tội đi rừng mời các anh uống rượu và thịt rừng. Đây là rượu để... rượu ba Tội mua này. Để quên đi nó cho giờ lòng. Mua cho Tội đi vô rừng. Trước đi. Thịt. Lớn dùng trước đi chứ nick đâu có được. Mồi, rau. Có này. Này cái lá trăng chim. Đúng không anh? Đúng rồi. Trời, đi được những chuyến trước rồi, giờ rồi. Chuyến này biết hết. Lá trăng chim. Chỗ này không được. Không. Chỗ này đâu. Ô, trà rượu của anh Tội ngon thiệt. Bảo đá Bình Định. Ok. Tuyệt vời ở trong trà chín. Như rượu thuốc hả? Rượu thuốc. Thuốc bắc anh. Được không anh? Được. Vị sao anh thấy anh cảm giác làm sao? Mùi vị nó làm sao? Ngon ngọt. Nên pha thêm không? Nên pha thêm không? Hay là uống đậm thì được à? Còn cái chai kia của mình đó rồi, mình pha thêm xíu cho. Còn hơi gọt ngọt. Dạ nắp luôn. Làm trước đi anh, lắc vòng sau rồi qua vòng. Đúng vòng. Rồi, phải giống một ông. Đây ngâm nhiều vị thuốc bắc để giúp ngủ ngon. Ngọt, hơi ngọt. Hơi ngọt. Đây, cùng nhau thưởng thức cái rượu. Đậm đà. Hôm rồi nó ngọt lắm, cái chai cốt ngọt lắm. Nhưng mà cái vị này là nó bớt ngọt rồi nè. Nước chấm, nước mắm là cái đâm hành, tỏi, đậm ớt. Hôm nay muốn hết rồi nè. Heo tí mỡ mình kẹt vô lá trăng chim chấm với mắm phát ăn vô uống một hớp rượu tuyệt vời luôn.
ví dụ như em về nhà em cũng làm công việc liên quan, em mới suy nghĩ tới công việc bình thường, ví dụ như quanh hồng xóm nè, ba mẹ chắc gì họ đó suy nghĩ tới, hồi trước là như em chưa đi chắc gì ba mẹ đã biết được cái chuyện mà ở trong rừng để tồn tại được người để vô đây được để bảo vệ được cái chuyện bảo vệ rừng, đúng không? Cái này là chuyện quá là so vài so với là cuộc sống mà thực tế ở cái khu này nhộn nhịp, cũng như ở đây vô đây cũng quá thâm lạc, chỉ có xá này mình ồn ồn với nhau chứ thực chất là chuyện mình có lò lòn rái giữa trời giữa đất cũng chỏi là biết gì. Nhưng mà có lâm tạc nữa thì còn nguy hiểm hơn nữa, có lâm tạc còn nguy hiểm nữa. Nói nhiều anh em mấy bữa là cũng làm nữa. Bây giờ trời đang mưa bay bay. Nói bay bay thôi chứ chúng tôi đang ngồi trong giữa cánh rừng nên là nó không nhiễu xuống. Dưới này đâu? Thì bạn anh vẫn đang tiếp tục. Bây giờ là không phải mưa. Chén tới đâu rồi? Cái đây. Chén tới đông à? Sương nàng học thôi. Sương nàng học thôi. Sương nàng học. Quay rồi. Trăm. Mới 28 giây hả? Chuyền tay luôn nè, chuyền tay cho họ thấy tay luôn nè. Quá đã. Rồi, ok. Làm kiểu thôi ngày cho nó trời mưa nên mọi người phải chuyển đồ ăn vô trong lán để ngồi thắp bếp. Các bạn thấy khổ mà quá cực luôn, đang ngồi vui vui mà lại chịu chạy vô dời cái bàn vô dạ bàn với ôi trời ơi trời ơi rất rất lá quá cực rồi rồi trong rừng. Ok. Rồi, lên bàn mới. Bây giờ là 4 giờ kém chiều và chúng tôi vẫn đang ăn trưa. Chưa xong. Một thành viên đã bay lên võng rồi. Còn lại các thành viên vẫn ăn trưa. Là Linh Tâm. Bây giờ trời bắt đầu đổ mưa lớn và tôi đang nằm bên cạnh ven lá. Các bạn có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt bây giờ. Mong là cơn mưa không quá lớn để mà mọi người có thể ngủ ngon được. Mưa to cũng đừng có gió. Mưa to là gió. Gió là tạt tứ tung anh. Tạt tứ tung. Đất cái tấm bạt à. Dân tùm lum. Bây giờ mọi người chuẩn bị lên võng ngủ chưa? Bây giờ là 4 giờ chiều. Ngủ một phát tới đêm rồi thức dậy ăn tối. Trời vừa nổi cơn giông rất lớn. Trời đang đổ mưa rất là lớn và trong cái phía láng gần gần sát phía rìa như thế này là đang bị ướt. Và tôi đang căng tấm tăng võng của mình lên nhưng mà cũng không khống chế được. Võng đã bị ướt rồi. Mưa tạt lớn. Bây giờ trời đang mưa rất lớn. Và có kèm theo sấm chớp nữa. Láng của chúng tôi thì ướt rất là nhiều. Sử dụng một cái trạm láng cũ nhưng mà mưa gió giật mạnh thì nó cũng làm gây ướt cho cái láng. Mọi người đang cố gắng để xử lý những cái khó khăn mà mọi người đang gặp phải. Các bạn có thể thấy cái đường mọi người đang khai nước, cái anh đang khai nước để cho cái bếp nó không bị tắt lửa. Mưa bây giờ càng lúc càng to hơn. Và đây là một trong những khó khăn mà chúng tôi phải gặp phải đêm nay. Ví dụ như tôi thì chiếc võng của tôi dài hơn mọi người, cột dài hơn. Và hai đầu thì bị nước mưa len vô. Các bạn có thể thấy. Hoặc như các anh thì như cái tấm tăng này nó cũng đã cũ rồi. Và có nhiều chỗ nó bị giọt. Hay như góc bếp kia thì nước nó chảy vô. Làm cho cái con đường bên bếp nó bị không thoát được và chảy vô bếp làm tắt lửa. Khi đi rừng thì những món đồ quan trọng các bạn có thể móc một cái chiếc túi trên phía trên cao trên đầu mình như thế này để mà chúng ta có thể bảo quản được tốt hơn. Đó là cái cột ngang tấm tăng. Ngoài ra thì cũng có thể móc ba lô như thế này
như ba lô của tôi thì được các anh ngót lên một chiếc xà nằm ở vị trí này, cũng bị ướt nhưng mà ướt nhẹ hơn. Và tôi vẫn cảm giác là hơi nước nó tạt vô trong này rất khó chịu, nhưng mà không sao. Đi rừng thì có những lúc chúng ta tận hưởng những không khí tuyệt vời của rừng thì cũng có phải có những lúc phải nằm gai nếm mật để tận hưởng hết được những dư vị của rừng. Mưa rừng vẫn tiếp tục và cái căn bếp của chúng tôi các bạn có thể thấy là nó vẫn cháy, nhưng mà nước xung quanh thì lên láng. Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi rồi. Và khi mưa vẫn hình thành, như nghe tiếng trên mái bạc kêu lóp bóp lóp bóp. Chúng ta có thể thấy cái dòng suối lúc nãy là một cái khe cạn mà bây giờ là nước ngập lên láng rồi và đã chảy thành dòng rồi. Chúng ta phải đi phòng nghe. Mọi kia nước lớn cho anh, lớn rồi à? Ví dụ mà chỗ này mà nó dâng quá cao thì mình cũng phải tính toán đúng không anh? Tính toán lũ ống xuống. Lũ ống xuống. Mà như cái chỗ này mình khảo sát là có lũ ống không? Có khả năng lũ ống không? Không có. Không có đúng không? Khảo sát rồi đúng không? Anh nghĩ là dưới xuống kia là chắc lớn. Chỉ mưa trong vòng hơn 30 phút thôi mà từ cái nguồn nước này các bạn có thể thấy là nó đã dâng lên rất là cao so với lúc nãy là không có giọt nước nào đúng không ạ? Thì bây giờ nó đã dâng lên cao rồi đó. Thì chúng ta sẽ ra coi cái suối phía trước mặt lũ nó lên chưa. Dòng nước hiền hòa lúc nãy bây giờ đã thành một dòng lũ rồi các bạn ạ. Nước dâng lên rất là cao, các bạn có thể thấy đó, nước đã dâng lên rất là cao và mạnh nữa. Dòng suối bây giờ không còn là dòng suối hiền hòa lúc ban chiều mà đã thành một dòng suối chuyển màu và nước suối chảy mạnh. Chúng ta sẽ lấy hết đồ ở đây. Cái bao này, bao đựng nồi nè anh. Lấy hết lên chứ không là ngày mai nó sẽ trôi hết. Và nếu mưa vẫn tiếp tục thì có thể ngày mai nước suối còn dâng cao hơn nữa. Theo dự kiến thì ngày mai chúng tôi sẽ giật lên con dông ở chỗ góc bên kia. Có nghĩa là vượt quanh con suối này một tí nữa thôi thì nó sẽ không cản trở nhiều cho cái việc di chuyển của chúng tôi. Nhưng mà vẫn rất mong là cơn mưa này sẽ ngớt đi để mà giấc ngủ chúng tôi đêm nay ngon hơn. Nếu mà ngủ mưa không ngớt và gió nếu mà to thì nó sẽ tạt ướt hết đồ mọi người. Mưa rất là nặng hạt trong rừng. Và chúng ta sẽ cùng đến với khu láng lúc này xem thử như thế nào nhé. Bếp lửa còn đang cháy này. Tắt đi. Ở đây phải làm một cái dòng khe. Tạo một cái dòng khe ở đây để nước nó tán xuống dưới kia. Bếp củi thì ướt trơn rồi. Không khô nhưng mà cái tấm tăng này nhỏ quá. Nước mưa mà, mưa nó tạt nước, vô trơn. Nước vẫn sôi, sôi, nước sôi rồi. Nước sôi cho anh. Sôi rồi. À, nước lát sôi rồi. Lạnh rồi đó anh. Mặc áo rồi à. Đây, chỗ này em sợ nó bị ngập này, nó tại vì nó nghẹt chỗ này nó không chảy qua được, sợ nó ngập luôn chứ. Những dòng suối khô khi mà nó khô dòng thì nó rất là nhiều rác nó đọng lại trên đường. Và khi có một những cơn mưa to thì nó chưa có thể trôi kịp thì nó tạo thành những cái nơi chặn lại, tạo thành nguồn nước rất là lớn như các bạn có thể thấy ở đây. Và có thể nó sẽ ngập cả khu này. Nước bên này chảy rất là ít nhưng bên này thì nó ngập rất là cao, các bạn có thể thấy. Bếp lửa chúng tôi vẫn đang cố gắng duy trì dù cho phía trên những cái củi đang không khô đã bị mưa tạt, mưa ướt lại còn ướt hơn lúc đầu nữa. Cái cây ngã đằng sau cái nói chung là sau trại ấy. Anh em nằm đây là cây nó đổ, mà cây nó to là
là nó nghiêng về về hướng tải, nhưng mà không biết sao là còn số là nằm ngang cái đầu. À. Lúc đó anh một số anh em nằm bóng, còn anh với lại thằng Tài á là đang ở dưới khe. Rồi. Đang đó cũng đang làm đồ ăn đó. Đồ ăn á. Ừ. Đó làm đồ ăn về thì tắm xong chuẩn bị vô trại. Mà thế mà cái cây nó cũng gần mực rồi. Ừ. Cái rễ nói chung là nó đã nghiêng về hướng trại rồi hả? Hướng trại với lại hắn cũng cái số hắn cũng cái cây nó sắp đổ. Mà khi mà lúc đó là biết sao là cũng đổ, mà đúng mà đáng lẽ đổ về đập trại này. À. Nằm ngang trên đầu. Bụng sáng luôn. Cái nghĩa ông bà thương không tập ngược hướng đâu. Vô cho rồi chạy. Đồ mà mấy người nó chạy toán loạn, nó không biết hướng mô mà nói mà chạy. Nó chạy cây ngã cây đổ, đủ chạy toán loạn đó. Lúc đó là có anh Thắng và thằng sếp á, tên sếp không phải là con nằm trên võng, nó không biết phương hướng mô mình chạy nữa. Anh Thắng với thằng sếp nằm luôn trên võng. Đủ mấy cây ngang đổ ngang đầu trên đầu không đập cái xuống cài. Rất nguy hiểm. Xong buổi tới buổi chiều là anh Thắng là mất ăn mất ngủ luôn. Mất ăn mất ngủ. Xin về luôn, xin về về trước ngày đó. À. Đêm nữa không dám ngủ nữa. Làm nó trong chắc như là ở nhà có sự việc gì. À có điểm gì đó. Có điểm điểm dữ. Yeah. Nó thuộc là nói chung trong gia đình cũng khi là để trừ làm cảnh báo trước. Yeah. Khi mày xong được rồi ông sáng luôn vào chạy về trước. À. Buổi chiều không tin buổi sao gặp anh Thắng ngồi. À. Có đúng như vậy đâu. Cây như đó là nó, nhưng từ đó mới rút ra cái nhiệm sao làm trại, tránh mấy cái cây mục, cây to xung quanh á, đỡ mưa gió rồi nó ngã nguy hiểm, đập xuống trại. Chỉ tán cây thôi là chết rồi đúng không? Trường hợp con một bên Huế á, bên Huế có một anh tử vong đó. À, một anh tử vong vì là bị vì đó cái đông tai nạn cây nhánh cây xuống rồi. Dạ. Nhưng mà đó là cái rủi ro trong công việc thôi. Nhưng mà trong Nam có một trường hợp nữa là nguy hiểm. Dạ. Nhưng mà bên Huế là gặp chứ. Anh em trong Nam là thấy thêm vì sao là rất nguy hiểm. Là thấy coi thật là kỹ đúng không? Khi đóng tải là ngoài chỗ nào đóng được rồi. Nó an toàn đóng. Cũng thật là khó ha. Chứ không phải là chỗ nào cũng đóng trại được ha. Nhất là vì mùa mưa thì không nên đóng trại gần khe lớn. À, khe lớn sẽ là... Nhưng mà mùa hè nói chung khi mình đóng trại thường thường mình đóng ở gần khe lớn là sinh hoạt sẽ dễ đúng sạch sẽ hơn và thoải mái. Dạ. Còn mà đóng khe rách, khe cạn đồ, khe kèm nào là ba như là sinh hoạt thì là nó không thoải mái. Khi thì vệ sinh đồ không thoải mái. Xong lớn hoặc là khe lớn rồi mình phơi đồ mình tắm rửa sạch sẽ. Còn có trường hợp là thì cái đó là mình tùy mình có chỗ là mình có cái sông suối lớn mình có chỗ là không có cả nhà mình phải chịu thôi. Yeah. Đó là sự lựa chọn. Tôi đã dọn dẹp xong khu lán cố định. Rồi mọi người đã chuẩn bị lên đường. Song song với những khung cảnh rất là đẹp thì những con đường vào rừng luôn ẩn mình những nguy hiểm rình rập chúng tôi. Anh đang chuẩn bị hành trang để lên rực dốc. Ai cũng mang các cái ủng